chị em nhà cám. Ê à, tiếc à, hai tụi mày ra gửi chết rồi. Suốt ngày suốt đêm tao gộn vô xíu cho thấy xong nóng chén là tao giết cái chén hỏng hai tụi mày á. Hả? Có ngựa hoài, có nhiêu đây cũng ngựa, tao chưa nắng. Trời ơi, đang quay TikTok luôn nhở nha, gửi chén không hiểu nổi luôn á. Hả? Làm em như mày, đáng lẽ mày rửa mới đúng á. Thôi, chị là con gái, chị rửa đi. Thôi, đừng có phân bì, mày nhỏ hơn mày rửa mày kêu chị. Con gái xin ăn, con gái rửa, không có chuyện đó. Mày rửa làm hợp lý giúp con trai thêm nhượng gái. Nữ công gia chính nó có chồng con gái rửa, chị rửa. Tao nói mày rửa, em nói chị rửa, mày rửa. Hai tụi mày đều rửa. Ở cái cành ảnh, cành ảnh, cành anh, cành anh, chị em vậy đó. Coi chị em con nhà người ta kìa. Đi nhà mình không? Rửa lẹ cho tao à. Tại mày làm biến không có bị chửi đó. Đợi vài bữa ai mướn không mới làm được chứ. Ủa ý cua má bắt chị bán là má đi mua về cho mình ăn vậy? Sao quá trời luôn á. Nghe à, em nghe má nói chị nghỉ dịch mấy tháng nay làm đợi cực khổ quá trời. Tại vì má mua cua về cho chị tẩm bổ nó sướng gần chết luôn nè. Tôi thương má ghê. Tao đi luộc ăn đây. Hả? Ờ luộc đi luộc đi. Rồi ăn cây. Hả? Chị mày thấy mới cua tao mới bắt đầu không? Tự nhiên nó mất tiêu. Ủa? Gì? Con biết gì đâu. Hả? Mày ngon. Ủa sao mày nói má mua gì cho con ăn tẩm bổ? Hả? Ê à, con gì má? Suka má. Gia đình nhà người ta. Ý ơi. Dạ. Cho chị mượn điện thoại để chị điện cho bạn chị qua rước chị nha, điện thoại hết pin rồi. À nè chị nè. Gia đình nhà cám. Ai ấy? Kêu bạn gì? Mở điện thoại đi coi. Điện thoại tao hết pin là bấm số điện thoại bạn coi dùm coi. Xài cho cố hết pin giá chịu. Có sợi tử xài lại lạnh rồi mà cho mượn. Mất cái lộn cái đấy phụ tao hơi chém vỗ tái nè. Nè mày đưa không? Anh à, đã không là không. Mày đưa tao mượn không? Không. Tao đi mép mẹ mày chơi game. Chơi cái trò mắc dịch. Đi vô khách dịch. Chơi mất dạy mày. Hai tụi mày làm gì mà tối ngày âm sầm vậy? Khi nhà có con chị thằng em thì như thế nào? Ủa mẹ nay chưa ăn cơm gì mẹ? Trời, tao có cái gì ăn cơm chưa vậy? Hồi sáng mày cúp học đi chơi phải không? Tao là tao biết hết đấy mày. Như vậy? Hả? Đâu có đâu, con đi học thêm về xong tắt nhà bạn học nhóm đâu có đi chơi đâu, chơi nét đâu. Trời ơi, làm gì chơi nét, học không có học chơi nét làm gì? Đi học mà tập sách đâu, tại sao vậy? Tại không chứ không. Tao cho hỏi chị hai đi. Có không tin? À nó đâu có đi. Nó có đi học, nó đi học thêm rõ ràng mà tại vì bạn nó mượn tập mượn sách bơi đó, đi xuống trường trả cho nó. Tao mà biết hai chị em mày thông đồng với nhau là no với tao, nghe chưa? Nghe chưa? Con nói rồi mà, má không tin không à. Mày hên đó nha mày. Tao mà nói cái là bà trẻ, cái đầu mày như trẻ dưa anh mày. Hả? Và con tiên đâu rồi, coi coi. Nó kêu con gì vậy? Hồi tối mày đi chơi nè, phải không? Đi chơi tới khuya mới về nè, phải không? Phải không? Trời má ơi, tối ngủ sớm á, 6-7 giờ ngủ mất tiêu rồi. Má không coi kỹ á, chứ con đâu có đi chơi. Trời ơi, gái ngứa thì chơi khuya vậy? Bắt đầu ngủ sớm tao là tao biết hết mày ơi, mày khổ cái chói. Chị này mày no rồi. Có tin mới hỏi ý đi. Hả? Trời ơi, con đâu nói đâu, hồi tối ba đi chơi chứ ba đi học đâu mà hả? Đi ba nhảy sập thình, tát lộn con vô nữa mà. À, lấy cái tao coi. Nè má, nó coi nó khi nào phan được, nó mới phan đi tượng, đang vuốt tay. À, còn dây nữa, còn dây nữa. Nè má, nó coi coi á, nó phan khi nào được thì nó lấy nó phan. Chị em nhà này thương yêu nhau ghê. Ê, má kêu con gì má? Hôm qua mày cúp học thì chị đấy không? Tao là tao biết đấy mày. Nó khó đâu, khó đâu, con đi học đàng hoàng mà. Tiền hôm qua nghĩ có cúp học thì chị đấy không? Con là con có bao che gì trơn á. What? Nhưng mà má ơi, nó học đàng hoàng á. Thấy chưa, má thấy chưa? Đổ quan người ta.
mà biết hai chị em mà giấu giếp thì tao là no ăn nghe mày. Một lần nghe mày mày mà bỏ học nên no ra đó nghe coi không. Em hôm qua mày không thuộc bài phải không? Đâu có má, con học 9-10 không má, tin nó hỏi nghĩ đi. Ăn nguyên cái học dịch. Con chị mày có ăn cái học dịch không mày? Dạ. Đúng rồi đó má. Chị em mà nó đối xử với tao như vậy đó, nó cướp thì cùng hưởng, có quả tự chịu ra dành nó chịu giùm. Sự khác biệt giữa chị em nhà cám. Thằng em, má con đi chơi mới về. Mày biết mấy giờ không mà giờ này mới về hả? Thấy đồng hồ không? Bà đất ơi, sợ gì trời, ai mà ăn kiếp không được. Đi đi, tao chưa muốn có cháo sớm. Còn chị, má con đi chơi mới về. Con gái con lứa đi chơi tới giờ này mới về. Ủa gì kỳ vậy má, sao mà ý nó đi bay 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 suốt ngày được không? Đi không được. Mày là con gái mày hiểu không? Không tính nha gì trời. Mà tao hỏi mày vô giờ này mày mới về. Con về trễ hả? Làm gì nè? Để con đi lấy cây. Má ơi, con mới chơi mà. Không có chơi nó chết kìa, đứng lại đây. Từ từ đợi con với. Quýnh mặt cái này mới đau nè. Từ từ quýnh mặt cái này nè. Đó. Khi có con nít đến chơi nhà. Ấy mẹ. Dạ. Mày tưới xong nó mẹ vô chơi với em kìa, em để trên ngoại mới về kìa. Bỏ nó có mình tụi nghệ chơi chơi em đi con. Dạ. Đi ơi, dạ, đi lên. Ủa, đi chúng ta mất tiêu rồi. Mày đưa đi nước lại tao tay. Tay nó chân thì tự đi làm uống đi. Đồ quýt ta đụng nhau kìa. Anh đâu biết gì đâu, anh để xe uống thôi, đâu biết gì đâu. Trời ơi, thì em mới lỡ uống thì mày làm đi khác, mày uống hết thì mua đi khác. Nhỏ mà không biết gì đâu. Ở đó lớn rồi mà còn cày nanh cày nặng gì nữa. Tôi quýnh bây giờ là đi làm cái đó đi mày. Hay con sẽ yêu chiều nó tốt. Tốt chào con. Vậy hồi kêu ý lấy cái khác. Phải biết tiết kiệm. Má mới thấy cái chổi đâu vô quét phòng con gái. Thì có tay có chân không mượn đi kiếm mà trời ơi. Chổi cho anh ta nhận lại lấy luôn đi. Kiếm quá trời mà anh đâu thấy đâu. Kiếm cũng kiếm được nữa. Phạt ghê à. Nè mày, quét cho quét đi. Mình có cái chổi khác không á?
này nó lưng rồi sao quét. Nhưng mà con nó còn cầm lên giỏi đâu không? Con chi không biết tiết kiệm gì trơn á. Trời ơi, dành dụng nó có nhiêu xài hết đi, xài hết đi. Không hiểu luôn. Ủa má, nhà mình còn cái sạn để ấy lần không? Cái gì cái sạn để chi dùng dịch đó, làm dịch đó. Nhà mình có một cái sao mày lấy mày xài đi, mày lấy chi chứ bói chi nữa, có tiền chi vậy? Hả? Ê, tiêu rồi sao chi? Trời ơi, có bao nhiêu đó cũng cần tao làm, biết không? Bẻ lại dành cái nè, đó, như mới luôn.